Giang Nam đang dòng cái vỏ 9x2 qua đây các bạn. Hồi đặt chưa có máy 4T6 nè. Hai chiếc, một chiếc mình thấy là chiếc phía trước có thể 9x2, thiết kế như là 8x1 vậy. Và sau đuôi là chiếc cano anh em nhập cũng lắp đặt cano mấy ông các bạn. Xin lỗi các bạn, như là đặt cái cano nhập luôn, cano như là máy 60 á. Thấy cano 4x9 này bạn. Rồi mình quay xuôi cho anh em xem luôn nha. Cano xe đuôi đó, dạ quá dự tính anh em đặt cái máy nhập cano nhập máy 60 vậy. Cano xe nhìn rất là đẹp ha. Đây cơ sở hiện mới về cái cano mới các bạn. Cano 5m1. Rồi cano cho anh em xem nha. Cano mới về luôn. Đây nhân tiện đây thì bên cơ sở của anh Hiển Vũ Tiên cũng mới kéo về chiếc cano rồi mình quay cho anh em xem nhé. Thì cano mẫu mới của Giang Nam, cano mẫu mới nha bạn, mẫu 5m1. Thì cấp trước thì Giang Nam có trình làng cho anh em xem là những mẫu 4m9, 5m4, 6m3. Thì hôm nay bên cơ sở Giang Nam Composite mới cho ra lò thêm một sản phẩm mới nữa, là sản phẩm cano 5m1 nha bạn. Cano 5m1 như là anh em á bảnh người ta chưa có làm tép kịp các bạn, nên thế xuống đây 5m4 nha, để cắt bọt. Nói chung là cái này anh em có đo rồi đó bạn, cái này 5m1 nha. Thế anh em quay xuống này sợ anh em mà còn thắc mắc ha, thì cái này từ 5m4 cắt nha bạn. Nói đây cano dạng 5m1 cho anh em còn thắc mắc nha. Thì anh Hiển từ nãy cũng đo rồi 5m1. Quay sơ này cho anh em xem này, hiện tại thì có cái máy 60HP các bạn, 60HP. Cái phần lái cano này phía sau nhìn rất là đẹp các bạn. Này anh em làm cho bỏ một cái khoảng không mình gắn cái này là gắn cái cano mới nhập các bạn. Đây. Để có khoảng trống gì à. Nhìn nó tự tựa như là cái mẫu cano nhập vậy đó. Anh em mình gắn cái máy 60 vô đây ha. Đây. Gắn cái máy 60HP. Mình không biết máy hiệu gì đó ha. Vậy bữa máy sẽ về thì anh em mình sẽ quay cái video tiếp theo các bạn về cái cano nè, cano mẫu mới của Giang Nam, cano 5m1 mẫu mới. Để anh Hiển chú Tì đặt cái máy cano nhập, cano là máy cano 60 mũi ngựa, cano mẫu mới Giang Nam các bạn, rất là đẹp luôn nha. Này mẫu mới luôn, mẫu mới 5m1, đường mới luôn các bạn, đường mới, đường như mình thấy sóng rất là nhiều nha. Đây. Rất là nhiều sóng. Chiếc này chạy chắc nó vừa tốc độ mà nó ít vụ mà lắc các bạn, ít vụ mà lắc kiểu mà táp á. Nãy chú Tì có nói bên Giang Nam mới có làm cái những khung mới luôn các bạn. Đây rất là nhiều sóng. Chú Tì nãy nói nhiều sóng này mình không biết đây. Rất là nhiều sóng lượng luôn nha. Đây, đây một cái, hai cái, ba cái, ba cái sóng lượng các bạn. Này mình điểm này cho dễ đi ha. Một, hai, ba, bốn luôn bạn, bốn sóng. Đây, điều đặc biệt của chiếc này là nó rất là nhiều sóng lượng nha. Này chắc mình chạy nó rất là êm ái luôn á. Nó không có bị giặt các bạn. Nói chung là nó không có mổ nhiều quá ha. Rồi nè, dạng nào mới làm cái khung mới rồi. Dạng nào mới có chế thì mấy cái sóng nè, như chạy mình chạy nó cái vụ mà nó táp nó mổ quá. Anh em nhìn ha, rất là nhiều sóng luôn. Uống lượng này là sóng nè. Cấp trước thì mình có
tội hai sóng nha, giờ như thế này tội ba sóng các bạn, sóng dấu cái điểm tâm giữa này đây ha, một điểm này, hai điểm, ba điểm, đen điểm các bạn, bốn điểm luôn nha, rất là nhiều sóng này, khu mới, khu mới rồi cano mới luôn. Thì dạng nam cũng mới vừa ra trình làng cái mẫu này rồi bên anh Hiền mới kéo về luôn các bạn, đang đặt vô cái máy 60HP. Cái chỗ ghế ngồi thì cũng rất là đẹp như này nha, chế chỗ mà mình cái hộp này, bằng đồ này, 22 hộp luôn nha, hộp đồ mở cái mà nó cứng quá, anh em mới làm xong rồi mình cũng không khỏi mở nha, trong cái trống không dễ để đồ trong các bạn. Cái này là cái cửa này, anh em không mới đấu vô, hai bên hai cái hộp đồ nha, đó một hộp này, một hộp dưới cái ghế ngồi vừa tiện lại. Cano này thì chỉ có hai màu thôi các bạn ơi, màu trắng và màu xanh dương ha, hai màu nhưng mà mình nhìn cũng rất là sắc sảo và đẹp, đơn giản hay quá. Cái mẫu cano mới nha bạn, mẫu giờ lên trên em xem ha, mẫu 5m1 tay hơi khó nha bạn, tay mình dở không khỏi khó, trong cái đẹp mà trong có ba hòm cái đẹp ha, có một hòm, đây hai hòm, đây ba hòm, đây anh em mình để bình dầu với bình đề rồi nó liệm luôn. Rất là cứng luôn. Sau cái ngồi mình dỡ lên thì ở dưới còn khoảng trống nữa để mình đi đồ. Ba hầm nha, một hầm bên đó, hai hầm bên kia, ba hầm. Đặt khá nặng các bạn. Cái đặt rất nặng. Rồi, sau cái ghế mình dỡ lên ở dưới mình để đồ được, rất là rộng nha. Thì ngồi được khoảng ba người á, ba người bên ngang này. Thì dự kiến là cái máy này, cái vỏ này sẽ, cano này sẽ lắp vô cái máy 60 các bạn, 60HP. 60HP mà máy cano á, như là Yamaha gì đó mình cũng mạnh nha, chắc của Yamaha. Giờ khi nào chiếc này hoàn thiện xong rồi mình cũng sẽ quay những video về em này cho bạn xem nha. Cano mới của dạng nào, cano mới của 5m1 có 6 cuốn sóng luôn các bạn, cuốn mới của sóng luôn, cuốn mới của dạng nam nha, cuốn 5m1 rồi đắp sóng mới luôn. Tuy đem về đang đặt cái máy cano nhập, cái máy 60HP. Khi nào em nó hoàn thiện xong thì mình sẽ quay những cái video tiếp tục về cái em này nha các bạn. Em cano mẫu mới nha. Cano mẫu 5M1. Rồi, bây giờ mình cũng xin tạm dừng tay luôn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi, xin chào mình chào các bạn.